Alo các bác, thì hiện tại bây giờ hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bác một cái khu dân cư, nói chung là thuộc dạng là đắt giá nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và cái khu này là chỉ là dành cho người giàu không ạ? Ngày xưa thì nó không phải là chỉ dành cho người giàu đâu, nhưng mà ngày nay thì là như thế. Đó chính là cái khu Thảo Điền quận 2. Khi chúng ta đi từ thành phố nhá, thì chúng ta đi qua cầu Sài Gòn đấy. Thì vừa qua cầu Sài Gòn một cái thì chúng ta rẽ phải vòng dưới chân cầu ấy, đi qua cái khu phía bên trái ấy, thì đó chính là cái khu Thảo Điền quận 2. Thì cái khu này nó vừa nhiều biệt thự này, nó ở ven sông, rồi có rất là nhiều cao ốc ở đây, rất là nhiều tiện ích. Hiện tại là như thế. Thì hôm nay chúng tôi giới thiệu cho các bác biết là cái khu Thảo Điền quận 2 này nó giàu đến mức như thế nào. Thì hiện tại thì chúng tôi đang ở khu Thảo Điền này. Thì phía các bác đang nhìn thấy đấy, đó chính là cái tàu điện đấy, tàu cao tốc đấy. Thì người ta đang xây rồi đấy. Thì phía ngoài đường ngoài này này, phía bên phải ấy, đó chính là xa lộ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta rẽ vào cái đường này nhá. Đó. Thì trước mắt các bác chính là cái tổ hợp chung cư Thảo Điền Pearl. Thì đây cũng là cái chung cư cao cấp. Đấy, giá cũng rất là cao đấy. Toàn người Tây người ta ở không ạ? Thì chúng ta cùng nhau đi vào trong cái khu Thảo Điền này để xem thử nhá. Còn các cái chung cư ở trong này thì tôi sẽ giới thiệu một cái video khác trên riêng cho nó. Ok, đi nào. Cái khu này được mệnh danh là cao cấp, nhưng mà nói thật với các bác là cái đường xá của khu này nó bẩn lắm. Nó không có co ấy đâu. Không có được gọn gàng, với lại cái dân cư ở trong này ấy. Thì dân cư ở sau này thì văn minh thôi, nhưng mà dân cư ở trước đấy ấy, thì nói chung là nó lộn xộn với lại nhiều cái thành phần lắm. Ở đây thì có rất là nhiều nhà chung cư, nhà dân, nhà phố. Đó. Thì ở trong này còn có thêm cái trường đại học văn hóa này, rồi đại cao cao đẳng nghề hàng hải này, thì sinh viên ở trong này cũng khá là nhiều. Với lại nếu mà ở trong này, nếu các bác ở các cái nhà bình thường ấy, là cũng có nhà trọ nhá, cũng có cho nhà trọ cho sinh viên, giá cũng gọi là vừa phải, không cao lắm. Đó, đây là cái chung cư GS Sen này, đây là đại học văn hóa này. Thì chúng ta đi qua cái khu nhà giàu để xem thử nó như thế nào nhá. Thì cái khu này ở đây ấy là nhiều đại gia ở lắm. Giống như nhà của Thang Thiên Hà. Đấy, bố chồng của Thang Thiên Hà ở đây này. Ở kia có cái chung cư Hoàng Anh Gia Lai kìa các bác. Đấy, thì các bác thấy các biệt thự ở đây không ạ? Cực kỳ to nhá. Đó, hàng rào là kín mít. Đấy. Đó, đây là các cái khu biệt thự này. Đi vào trong này là khu biệt thự này. Đấy, đây các cái khu biệt thự này. Ở ven sông nhá, phía ngoài kia là bờ sông rồi đấy. Đây, bắt đầu chúng ta đi vào cái khu biệt thự đấy. Nhà đây là ác lắm. Các bác mà vào đây là choáng váng đấy. Biệt thự ở đây dữ lắm. Khu này là khu ngoài bờ sông nhá. Khu này là khu khép kín so với cái khu lúc này. Đó. Thì trong này làm đẹp lắm. Giống như công viên này. Đi vào chung cư luôn. Ở nhà trong này nó đắt hơn nhà ở Phú Mỹ Hưng nha các bác. Phú Mỹ Hưng không có đắt bằng ở đây đâu.
đây là cái chung cư Hoàng Anh Gia Lai này đó. Khu trong này thì giống như một cái khu vườn biệt thự ở trong này á, giống như khu vườn đó. Người ta đang xây một cái khu đất mà người ta xây biệt thự đấy, khác không? Đấy, cho bác xem mấy cái nhà đất đây này, dữ dội không? Kiếp luôn đấy. Mấy cái nhà đây ác chiến, mấy cái biệt thự 100 tỷ. Wow, khiếp luôn, toát mồ hôi. Tường cao kín cổng. Wow, khiếp không? Kêu không? Dữ không? Wow, người chơi xe cổ này các bác. Biển ngoại giao nhá. Đây là cái khu chung cư cao cấp. Nó nằm ở gần bên sông Sài Gòn đấy. Đấy. Nhiều bác này nghỉ hoảng hồn luôn. Ở đây thì người ta trồng cây đồ, nói chung là loạn sờ ngầu lên, thích gì người ta trồng đấy thôi. Với lại cái đường ở đây là giống như đường ở Tây ấy. Chưa đâu. Nói chung là cái khu thảo điền nó đây là chỉ là mới một góc thôi. Các bác nhìn kìa, nó cái biệt thự kìa. Dữ dội quá. Cái này là mới chỉ là một góc thôi nhá. Thì bây giờ đi qua cái khu khác. Nó cũng là thảo điền nhưng mà là một cái tổ hợp khác cho bác xem để xem nó là như thế nào. Bây giờ cái khu này là chỉ có một cái lối ra lối vào thôi đấy. Chứ các bác không thể đi ra cùng một đường. Bây giờ chúng ta rẽ vào đây để có cái lối ra. Các cái căn nhà ở đây thì nó đã xây cũng khá lâu rồi. Mấy cái biệt thự đây là gọi là villa hết. Rồi, ok. Đi ra khu khác nha các bác. Thì khu thảo điền nó còn to lắm. Thế này là chưa là gì đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta khám phá tiếp. Video này sẽ hơi dài một xíu đấy. Bây giờ chúng ta đi qua cái khu khác nhá. Thì đường ở đây người ta đang làm, nói chung là bẩn lắm. Với lại cái khu phía ở ngoài này ấy thì chỉ là cái bình thường thôi, bẩn lắm. Thế cái khu này nó cũng lộn xộn, chỉ có một số nơi thôi chứ nói nhà ở đâu, nói nhà ở thảo điền nhưng mà chỉ có một số nơi, một số cái khu đất thì cái gọi là cao cấp, còn lại đoạn này thì nhà cửa nó bẩn. Thì biệt thự ở khu này rất là nhiều nhé. Các bạn nhìn kìa. Đấy, giống như là cái nhà của nhà trắng của tổng thống. Khu này ấy người ta ở là vì là nó gần sông Sài Gòn. Thứ hai là nó đi cách thành phố nó gần lắm, đi không có xa. Đấy. Cho nên là rất là nhiều người ta ưa chuộng cái khu này. Các bác cứ đi tới cầu Sài Gòn nhá, đi vào cái đường Quốc Hương ấy. Thì cứ đâm cái đường Quốc Hương đấy thì các bác ra được cái khu thảo điền này. Thì bắt đầu khu này bắt đầu là khu biệt thự lại rồi này. Bắt đầu đi một đường biệt thự xuyên suốt rồi này. Đây có cái chung cư gì đây này. Đây là cái chung cư
chung cư này cao cấp đây các bác. Cái tổ hợp chung cư luôn ạ. Tên nó là Tropic Garden. Tropic Garden nha, của Novaland phát triển. Tropic Garden Thảo Điền. Bên này thêm cả chung cư này. Toàn Tây ở không ạ? Cái khu Thảo Điền này là người Tây ở rất nhiều. Nhưng mà nói thật với các bác là cái khu này nó bẩn khủng khiếp. Bắt đầu qua cái đường này, đường lớn này. Cũng là bắt đầu biệt thự này. Nhiều lắm. Sự biệt thự. Đây là River Garden. Chung cư ở đây rất là nhiều luôn. Chắc lát rồi chúng tôi phải quay mấy cái chung cư này lại để cho mấy bác có nhu cầu thuê chung cư ấy, người ta coi. Đây có trường American này. Biệt thự ở đây là khủng khiếp. Bây giờ bắt đầu khu biệt thự to này. Kia là sông Sài Gòn rồi đấy các bác. Đó. Cái khu này là bắt đầu là ác chiến rồi đấy. Bắt đầu theo kiểu siêu giàu rồi đấy. Đó. Đấy cái biệt thự này này, trăm tỷ đấy, mấy chục tỷ là bèo lắm. Đó, nhìn đi các bác. Hãy ngắm đi. Biết bao giờ chúng ta mới có thể mua được những cái căn biệt thự như thế này đây. Khoảng hồn chưa? Khoảng chưa các bác? Ngoài kia là cầu sông Sài Gòn nha. Đó, cái khu này là ác hơn khu lúc nãy luôn đấy. Nhiều tiền hơn khu lúc nãy. Đường này là bao giống Mỹ luôn. Đó, nhìn thấy cái biệt thự ở trong kìa. Nhà hàng biệt thự gì trong thì ác không? Bên này này. Wow. Đó. Ôi đi dạo cái khu này có dạo cả ngày thì nó không hết. Wow, có chiếc Subaru này. Subaru. Ôi. Thời gian là dạo biệt thự ở cái khu này á, cả ngày ngắm không hết luôn ấy, vì nó nhiều. Đông lắm. Choáng chưa các bác? Kiểu biệt thự kiểu gì cũng có hết đó. Kiểu Pháp, kiểu tùm lum tà la gì có hết. Nói chung đủ các loại phong cách. Đây là có cái trường Mỹ này. Trường của người Mỹ này. Có đi trước con Corvette nữa kìa. Mấy đại gia đi siêu xe. Đây là trường của Mỹ nhà, trường cao đẳng nghề hàng hải này. Còn trước mắt các bác chính là cái trường British International của bọn Anh Quốc ở đây nhiều lắm. Với lại toàn Tây nó học đây không ạ? Đấy. Giới thiệu cho các bác biết cái khu Thảo Điền nó như thế nào. Thực ra nó còn rộng lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ đi vào những cái khu mà nó giàu với khu chín thôi. Còn nó quay hết cái chỗ này chắc là quay không nổi đâu.
để quay những cái kế cho các bác biết là cái mức độ giàu có của dân Sài Gòn nó như thế nào, và nói chung là dân Việt Nam nó như thế nào. Đấy, ở nhà mấy chục tỷ, có khi cả nhà cả trăm tỷ. Chứ nhiều bác cứ nghĩ rằng là Việt Nam mình nghèo, không có đâu. Mình mới nghèo đấy, những người như tôi đây mới nghèo này, mới phải đi làm việc như thế này để mà kiếm tiền từng đồng này. Chứ còn đại gia họ đâu có nghèo, có thiếu người giàu nghèo đâu. Nhưng mà chỉ là nói đùa với các bác thế thôi, chứ muốn giàu thì phải cố gắng mà làm ăn, chứ không thể mà tự dưng giống như Trung Việt Lót được. Cái kiểu mà Trung Việt Lót đấy thì chắc là phải tu luyện cả mấy ngàn năm, mấy ngàn đời mới hy vọng là trúng. Còn như người bình thường ấy mà muốn giàu, muốn ở những cái nơi cao, muốn nhiều tiền, muốn có biệt thự, muốn có xe xịn thì phải lăn ra mà làm ăn, làm chính đáng thì mới có tiền được. Chứ đừng có mơ tiền trên trời rơi xuống hay đi cướp của người khác. Ok, hẹn gặp các bác ở video khác nhá. Thì đó, thì bây giờ chúng tôi đang ở khu tận cùng của Thảo Điền rồi. Thì ngoài này là rất là nhiều cái block chung cư cho các bác xem. Thì nói về các cái block chung cư ở đây thì đó, tôi sẽ giới thiệu cho các bác ở một cái video khác nhá. Giới thiệu tên từng loại block, từng cái chung cư cho các bác xem luôn. Ok.